Hello. Dạ. Hát anh nghe bài đi. Em không có biết hát. Thôi giỡn hoài nè. Không, nha. Em hẹn anh tới sớm là tại vì em muốn nghe anh hát. À vậy hả? Đúng rồi. Em thích những bài hát của anh đúng không? Dạ đúng rồi. Có đó, giờ là, không? Đó giờ là có em... Có ngưỡng mộ anh không? Em có nghe. Dạ anh hát cho em nghe đi. Em hát bài gì nè? Bài gì cũng được chứ. Anh sẽ hát một bài Hồng Trần Tình Ca. Hồng Trần duyên số đưa ta gặp nhau, lần đầu ánh mắt trao nhau chân tình. Bài này em biết rồi. Biết không? Mình hát bài khác rồi. Đi anh. Bài nữa. Vô tình anh lại được gặp em trong giấc mơ, luôn đi bên anh qua bao tháng năm dài, đi chung thời gian vượt qua bao nỗi buồn. Một mình trong tâm tư cô đơn anh lại thầm ước. Không có tin được. Hả? Không có tin được. Cuộc sống mà có ai lường trước điều gì đâu. Anh em mình cũng là anh em, chỉ cốt nhau biết bao nhiêu năm. Hello em trai, chào cái đi. Chào anh Lu. Còn bé Lu, em cũng đã làm việc với anh biết bao nhiêu thời gian rồi. Nhưng mà ngày hôm nay thì sao? Tự nhiên hai người hẹn hò riêng, không đếm xỉa gì tới em, không nhắn tin địa điểm, không nói giờ giấc giới tự em phải tìm. Vậy sao? À không, thiệt ra là em cố tình em hẹn anh Lâm Hùng sớm chút xíu. Để thì em nghe thần tượng của em ngồi hát trực tiếp cho em nghe. Thích quá ha. Thôi bây giờ anh xong em vào trong về, đi. Về đúng không? Chứ ăn sao về? À vậy hả? Ngồi ăn đúng mới về. Ngồi ngoài trời này cũng hơi nóng nóng, vô trong cho mát. Ok yeah. 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 Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu chương trình ngày hôm nay với lời chào đến quý vị khán giả. Chúng ta đang đến với Quán Ăn Hạnh Phúc, được phát sóng vào lúc 19 giờ tối thứ bảy hàng tuần trên kênh HTV7. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông Bi thực hiện. Đã là Quán Ăn Hạnh Phúc thì chắc chắn sẽ có rất nhiều niềm vui. Niềm vui ở đây không chỉ là ẩm thực mà còn là những câu chuyện chia sẻ đến từ những khách mời. Và đặc biệt ngày hôm nay, ôi, ngôi sao ca nhạc, chỉ một ngày duy nhất, chỉ một tập duy nhất, đó chính là ca sĩ Lâm Hùng. Vâng, Lâm Hùng xin gửi đến tất cả quý thính thương đang xem chương trình Quán Hạnh Phúc lời chào trân trọng. Dạ, không biết là gu ẩm thực ăn uống của anh như thế nào ạ? Anh thích vị nào? Ngọt, đắng, cay, bùi, chua? Anh thích vị chua. Vị chua? À, vị ngọt, đắng, cay. Ủa, ăn hết luôn? À. Thường như em sợ đắng cay, tại vì cuộc đời em cay đắng quá anh. Không, anh nhìn biết mà. Đúng rồi. Đau khổ lắm, bị em chỉ dồn vào âm nhạc thôi. À. Ủa, mà ăn mà sơ lên không thấy đồ ăn gì vậy luôn? Chưa. Tại vì là hôm nay em sẽ chiêu đãi món ăn Trung Hoa. Trung Hoa? Đúng vậy. Anh dùng món ăn Trung Hoa bao giờ chưa? Anh rất thích. Cái này là cái mời trà kia bằng cái gì nè? Nhắm trà. Nhắm trà. Ở bây giờ uống được rồi đó. Dạ. Mời quý vị. Thôi. Trà này là gì mà ngon quá luôn. Đây là trà Thiết Quan Âm. Trà này thì sẽ có cái màu sáng khá là đẹp. Với lại là khi uống thì sẽ có cái vị ngọt, hậu vị nó không có bị chát. Mà vì sao trước khi chúng ta ăn dim sum mình phải uống một tí trà vậy em? Thường á thì em thấy á là sẽ có hai thói quen, một á là sẽ uống trà, hai là họ sẽ ăn một chén canh nhỏ. Canh gì em? Một chén canh tiềm á, rồi sau đó mình mới bắt đầu ăn bữa chính. Ngon hẹp. Dạ. Bây giờ thì chắc em lên món đầu tiên luôn ha. Lên món. Tên tên. Thay vị đúng không nào? Đúng vậy, đây là há cảo, tôm tươi với lại sò điệp. Ồ, nghe giòn với tươi. Đúng món anh thích luôn á. Dạ. Ui, hấp dẫn quá. Này là tôm tươi trứng bạch thảo. Trời. Còn đây là hủ kia sốt dầu hào. Mời mọi người há cảo, tôm tươi với lại sò điệp. Dạ, mời hai em. Bây giờ nè, thôi anh hai lời chương trình anh mời Hoàng ha. Đó, anh muốn chấm nữa. Khai. Dạ rồi, cảm ơn anh. Em sẽ lấy. Em mời anh. Quá, hôm nay anh Lâm Hùng gấp cho mình ăn luôn. Bên trên này có để trứng cá chuồng nè, nhìn rất là đẹp. Bên trong sò điệp to lắm quý vị ạ. Không những cái con sò điệp này to thiệt. Ngon lắm anh ơi, tuyệt vời, đúng rồi đó. Phải cho chút xíu sa tế vô, rất là thơm nha. Phần sò điệp rất là giòn, tươi.
nhai tới đâu là rụm tới đó, cực kỳ thơm. Em thấy cái cảm giác của anh đó, nó đã qua lâu rồi. Tại anh nãy giờ anh nuốt cũng lâu lắm rồi. Em nhai kỹ lắm anh, em phải tận hưởng thôi. Có rất nhiều chất dinh dưỡng bên trong đó, đặc biệt là sò điệp cực kỳ tốt cho tim mạch, nên anh hãy ăn nhiều vô. Mình làm tới món thứ hai. Tên đầy đủ của món ăn này là gì? Đây là tôm tươi trứng bắc thảo. Có bằng nước sốt là ngon lắm nè. Đúng rồi. Trứng bắc thảo cũng rất là tốt nha, sản sinh ra nhiều hồng cầu với anh, tốt cho hồng cầu đó. Anh nghĩ là em nên để miếng hành vô đó nè Hoàng. Dạ. Cái tôm viên thì em thấy là bếp đánh rất là đều tay, tại vì là nó có cái độ dai và khi mà ăn nó sẽ có cái độ sực ở trong, sực sực trong miệng. Và để trứng bắc thảo bên trên thì cái cách họ xử lý mùi cũng khá là tốt, là nó chỉ thơm khoảng cái phần hương xoang mũi. Và cái nước súp nè xuất sắc nha, 10 điểm cộng luôn đó. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đến với món thứ ba trong phần khai vị, hủ chi sốt dầu hào. Thường món này sẽ có hai loại nhân khác nhau, một là tôm, hai là hải sản, tùy cảm nhà hàng. Cảm ơn em dây. Dạ, hello. Cảm ơn. Dầu hào cũng tốt cho sức khỏe lắm mà nghe, nó sẽ tăng cường hệ miễn dịch anh. Có phần nhân bên trong, hình như là tôm. Tôm. Rất tươi nha. Thật sự thì cái món này nãy giờ anh mới cảm nhận. Thấy món này mới bắt đầu là cảm nhận nó ngon thiệt. Dạ, dạ. Mỗi món đều có một cái vị ngon khác nhau. Sốt dầu hào thì em thấy xử lý khá ổn, tại vì là không có bị quá mặn, độ sệt cũng vừa phải, làm cho mình không có bị ngấy. Nãy giờ anh không nói được gì luôn á Hoàng. Không nói được gì luôn. Ngon, say đắm luôn á. Thôi, lên món tiếp đi, mình nói tiếp. Lên. Món tiếp theo nào. Wow. Trình bày rất là đẹp mắt ha, rất là chỉnh chu luôn. Đây là món canh tiềm sườn heo lê với lại táo đỏ. Với món này á, thì mọi người sẽ thử nước dùng trước, xong rồi mình mới ăn cái sau. Canh tiềm sườn heo thì đương nhiên chắc chắn là sẽ có sườn heo, nhưng mà bên cạnh đó là những nguyên liệu phụ nào để tạo ra được món tiềm này? Bên trong này thì sẽ có lê. Lê đây dạ, hả? Dạ đúng rồi, với lại là có táo đỏ. Táo đỏ. Nhưng mà anh thấy nước dùng cũng rất là trong nè, rất là thơm luôn. Lê thì rất là tốt cho cổ họng của mình. Hay quá. Dạ. Vị ngọt thanh, ngọt rất là tự nhiên, ngọt do nước hầm từ xương, từ thịt, và nước ngọt từ táo đỏ và lê nữa. Dạ. Lê này rất tốt cho cổ họng của mình. Đúng. Dạ đúng rồi. Dành thử coi. Mà sườn heo có phải chấm gì không em? Ngon quá luôn ơi, ngon quá luôn ơi, ngon quá luôn ơi. Tốt dễ sợ luôn. Tự nhiên thấy âm lượng lớn hẳn. Wow, thịt không hề bị khô, rất mềm. Phần sụn cũng vậy, sụn gân rất giòn. Wow, xuất sắc. Cái phần sườn á, nó đã thẩm thấu cái chất của chất ngọt của táo nè. Dạ. Của lê nè ha. Ngon quá. Còn quan trọng là nấu làm sao mà thịt heo rất mềm em. Thường á là em thấy là họ sẽ để trong một cái thời gian khá là lâu, tại vì tìm á là bắt buộc là phải từ ít nhất nha là phải từ 4 tiếng cho đến 5 tiếng. Có một số món thì phải tìm từ 7 tiếng cho đến 8 tiếng. Đúng rồi, để cho tất cả các cái chất nó có thể ra thấm được vào. Thấm được hết. Và khi mà mình thưởng thức một cái chén nhỏ như thế này thôi, nhưng mà cảm thấy rất là bổ dưỡng luôn. Thật sự ở đây nãy giờ anh giữ thể diện thôi chứ ở nhà là hết luôn. Nãy giờ em cũng vậy đó. Ở nhà em là ào ào xong nãy giờ đó. Đâu thấy một chén đâu, thấy một nồi đó. Ngon quá, xuất sắc. Nè, ăn với cơm trắng cũng ngon lắm mà nghe. Dạ đúng rồi. Mình ăn nhiều đâu có sao đâu phải không cưng? Dạ. Trời, thoải mái anh ơi. Ơi thì tao cầm lên nãy giờ tao ăn luôn cho rồi đi. Thiệt là tình e dè quá. Món kế tiếp cũng sẽ là một món mà anh sẽ phải gọi là anh sẽ ăn liên tục luôn, ăn liên ăn lịa luôn. Đúng vậy. Lên món liền em ơi, nghe hấp dẫn quá. Có một món anh rất thích mà không biết có phải đúng món đó không nữa, để đi chút xíu anh nói cho nghe. Đây món kế tiếp.
nhìn đẹp quá. Có tên là món quay song hỷ. Wow, quay song hỷ. Dạ. Là niềm vui nhân đôi nè, là một bên vui, một bên vui là double vui nè. Song hỷ. Một bên là heo quay đúng không em? Dạ đúng rồi. Còn một bên là sao giống xa xíu vậy? Dạ đúng rồi. À. Đây là món anh thích nhất luôn nè. Món này đặc biệt nha. Đây là món heo quay có rất nhiều vitamin D và vitamin A giúp cho xương chắc và mắt sáng. Em thấy mắt anh không? Sáng chừng luôn. Đúng không? Đó. Như đôi mươi. Xương anh chắc còn chắc dữ nữa. Dạ. Bên cạnh đó em xin bổ sung, đó chính là B2, một trong những vitamin cần thiết để cho chúng ta có thể thải độc tố trong cơ thể nè, làm đẹp da hơn nữa. Ăn heo quay nhiều vô. Này nào nhìn quen quen nè anh. Cái này là như là xí muội nè. Tường xí muội. Tường xí muội. Còn đây đậu phộng hả anh? Cái này mù tạc vàng. Ủa mù tạc hả? Rất ngon nha. Wow, chắc là cay nồng lắm nè. Rồi em mời anh. Miếng đầu tiên mình chấm với tường xí muội trước. Anh sẽ thử mù tạc vàng. Trời ơi, ăn cay dữ lắm, ngon không? Da giòn rụm, nhưng mà nó không có phải là giòn kiểu cứng mà khó chịu nha. Giòn, giòn tan á. Phần mỡ cũng vậy, mỡ rất là săn, chắc. Phần nạc thì mềm, thịt nạc rất là mịn luôn. Chóng luôn. Anh nói anh mới công nhận đó. Nó thơm. Anh để vô anh chưa nuốt luôn, nó chạy mất tiêu luôn á. Tan mất luôn á. Tan. Đây là một trong những nhà hàng mà khiến cho em khá là wow khi mà em thưởng thức cái món heo quay này. Tại vì thực ra heo quay và xá xíu là một món ăn rất là phổ biến, nhưng mà khi mà em đến đây em thưởng thức món này thì cái phần da giòn ở bên trên đó, họ làm rất là tốt. Cái kỹ thuật là để hoài nhưng mà nó vẫn có cái độ giòn rụm. Tỷ lệ của phần nạc mỡ trong cái miếng thịt cũng rất là vừa vặn. Đúng nên rồi. Là khi mà ăn thì không có bị ngán. Mù tạc vàng, nhưng mà nói mù tạc thôi chứ không có hề mà nồng khó chịu gì hết. Không ấy mình lớn qua xá xíu nhẹ ăn cái nữa. Dạ, yeah, mời mọi người. Làm giá phần này nó ngon nè. Thì đó, em biết nó ngon, em chừa hướng của anh đó. Đúng rồi, đang nhìn anh luôn kìa. Đó. Làm sao mà không thể nào dừng được luôn ơi. Đúng rồi, miếng xá xíu này không có mỡ, đâm ra cái phần thịt nó sẽ chắc hơn. Nó có vị ngọt, độ mịn rất chuẩn. Càng nhai là càng ngọt. Hay thật, hay thật. Em chấm nước tương xí muội rất ngon nha em. Dạ. Anh cũng tính ăn thử một miếng xá xíu chấm với mù tạc vàng nữa, nhưng mà ăn ngại. Em sợ người ta nói anh thích ăn nhiều. Ăn đi anh. Được không? Đến với chương trình này ngại là thất bại đó. Phải không? Vậy thôi anh xin phép không ngại. Mời luôn. Ngon quá. Rất ngon. Đây là hai món anh thích. Còn món anh thích nữa mà không biết có đúng hay không nữa. Chà, anh thích nhiều người ta ha. Bây giờ mình lên món tiếp theo xem có đúng như những kỳ vọng của anh Lâm Hùng không nha. Lên. Đây, trước khi chuyển qua món ăn đặc biệt thì em mời hai anh một món nước mới là trà đào cam sả. Sao không. Sao? Nhưng mà anh thấy món này rất là ngọt. Ngon mà, tốt cho sức khỏe. Có cam sả, tốt cho cổ họng lắm á. Rồi, bây giờ sẽ giấu giấu hoài á, thiệt tò mò phải quá. Phải giấu. Lên món đi em. Lên món nha. Xem có đúng gì món anh thích không nha. Em ơi. Rồi. Đây, chắc là em sẽ phải dời cái này qua. Trời. Đó. Cái gì vậy? Wow. Dạ, xin chào anh chị ạ. Dạ, chào em. Món tiếp theo của mình sẽ là món vịt quay Bắc Kinh ạ. Vịt quay Bắc Kinh, phải món anh đang mong chờ không? Đúng cái món này rồi đó. Hay quá, đúng với kỳ vọng của anh rồi. Hiện tại thì món này em sẽ lóc da vào cuốn bánh tráng cho mình dùng trước. Dạ. Và sau đó thì em sẽ chế biến một thành món khác. Và em xin phép luôn nha. Dạ vâng ạ. Thì hiện tại thì bạn sẽ lóc da cho mình trước và tiếp theo em sẽ cuốn bánh tráng cho mình. Vì sao mình phải ăn phần da trước rồi mình mới ăn phần nạc sao ạ? Tại đây là món vịt quay Bắc Kinh, chủ yếu nó sẽ là da giòn. Khi mình cuốn bánh tráng thì mình sẽ nếm được cái vị da trước và sau đó thịt thì em sẽ đi chế biến món khác.
Vịt quay Bắc Kinh á, thì thường là cái món mà được yêu thích nhất đó là cuốn da, da giòn cuốn lại bánh bía. Và cái phần thịt á, thì sẽ được chế biến ra rất là nhiều món. Và với ở nhà hàng thì em nhớ là sẽ chế biến ra được khoảng đâu đó 5 món. Hiện tại thì ở trong phần cuốn bánh tráng đó, nó sẽ có sốt vịt, ớt, dưa leo và hành. Nếu mà ví dụ mà có vị lạc hay là như thế nào á, mình có thể dùng sốt để chấm thêm ạ. Wow, anh khéo tay quá kìa. Từng miếng da được xắt ra rất là gọn và rất là đều. Rồi ngồi ở đây ngửi cái mùi rất là thơm. Nhìn đôi tay điêu luyện khéo léo của hai anh là mình cảm thấy ngon miệng hơn và thấy trân quý món ăn hơn nữa. Rất là chuyên nghiệp luôn. Anh ơi, hiện tại thì bạn đã lóc xong tầm khoảng 9 miếng và em giờ em sẽ cuốn chín phần cho mình. Dạ. Hiện tại giờ cái phần còn lại em sẽ mang đi chế biến một món sau cho mình. Dạ vâng ạ. Dạ cảm ơn cả nhà. Anh chị để em một xíu nha. Dạ. Mà thường mà vịt đó mà để có được cái lớp da giòn như thế này á là bếp phải rưới cái phần dầu á. Phải rất là dầu hay là mật ong cưng? Dầu. Dầu sôi á anh. Họ sẽ rưới lên trên phải rất là đều tay. Rất là đều tay. Dạ đúng rồi. Sống rồi kìa, sống rồi kìa. Bây giờ em xin phép mời anh chị nha. Dạ, cảm ơn bạn rất là nhiều. Dạ, em xin phép ạ. Wow. Rất là... Dạ rồi, em chúc anh chị ngon miệng nha. Dạ, cảm ơn anh. Yeah. Rất là đẹp mắt, cực kỳ chỉnh chu. Và bây giờ mời anh Lâm Hùng. Mời anh xem luôn. Dạ. Rất là giòn. Xuất sắc. Em không biết tả làm sao luôn, bởi vì đây là lần đầu tiên em được thưởng thức món này. Cái bột rất là dẻo, nhưng mà kết hợp chung với lại miếng da vịt cực giòn, giòn rụm, nó mặn mặn, nó được ướp. Anh tưởng tượng giống như là cái mùi giống như hơi hơi hướng lạp xưởng nha. Nó rất là đậm vị luôn. Wow. Nuốt xong rồi mình cảm thấy có vị béo, cái hậu béo nữa. Thật sự là anh đã ăn rất nhiều rồi nha Lu. Rất nhiều vịt quay Bắc Kinh trong những nhà hàng khác, nhưng mà thật sự hôm nay ngon quá. Rất ngon, cái cảm giác rất lạ luôn á. Nó không sao, khó tả lắm quý vị. Không. Nó giống như là một miếng khô cá chỉ vàng mà được nướng và thơm, hoặc là khô nai ấy em. Nó cực thơm, nhưng mà đây là da vịt quay Bắc Kinh. Ngọt ngào, mặn mà, đậm đà, không bằng chấm. Sốt này dù là chấm nhiều cách mấy thì cũng không có bị mặn đúng không? Anh thì thích để thêm miếng ớt cay cay lên. Sao Hoàng ơi? Dạ. Thời gian lại trôi qua nhanh quá. Ủa anh sắp đi diễn hả? Không phải, diễn dịch lại hết nữa rồi. Diễn dịch lại hết nữa rồi. Diễn dịch lại hết nữa rồi. Anh nói hay thiệt. Đúng không? Thời gian trôi nhanh thiệt. Nhanh thiệt. Em chưa kịp, em vừa mới thấy cái miếng cuối cùng đâu mất tiêu. Rồi cái miếng cuối cùng cũng ra đi. Chuyện gì đến phải đến thôi. Chuyện gì đến phải đến thôi. Bây giờ đầu tiên là mình đã ăn cái món da trước rồi. Bây giờ xâm nhập vô phần nạc nè. Không biết là đầu bếp sẽ chế biến ra món nào nữa. Lên liền đi em. Lên hả? Quá. Em có nghe, em có nghe mùi gì không Hoàng? Em nghe mùi đậm đà lắm nhưng mà ủa là nguyên con vịt giờ hành vậy luôn hả anh? Đâu, đây chỉ mới một trong năm món thôi. À, tức là ở nhà hàng á thì sẽ có năm, có thể chế biến được 5 món, nhưng mà tùy theo nhu cầu của các thực khách sẽ order là bao nhiêu món. Thì với bàn tiệc ngày hôm nay thì em chỉ order 2 món thôi, đó chính là da giòn của bánh bí với lại mì e phu xào với lại thịt vịt. Mì gì em? Mì e phu. E phu là sao em? Mì e phu là một cái loại mì rất là nổi tiếng của Hồng Kông. Wow. Và rất là được ưa chuộng. Dạ thì mời mọi người. Dạ rồi, em mời anh. Anh thì để gấp nha. Ít ăn tinh bột. Vậy luôn. Ngày hôm nay anh sẽ thử món này tại vì nó hấp dẫn quá. Đúng đúng, anh phải thử. Đây là lần đầu tiên em được ăn mì ê phu luôn á. Ồ vậy hả anh? Nhìn lạ quá. Wow. Nói chung thì anh cũng ít ăn tinh bột lắm. Ê. Hoàng ơi. Ê. Anh ít ăn tinh bột lắm Hoàng. Nó là... Nói chung là đó. Là anh ít chưa? Ít quá trời luôn. Anh ít chưa? Ôi. Wow. Mềm. Thơm. Mềm tan luôn em. Thịt ngon quá. Mềm. Cái sợi mì e phu á thì cái sợi nó sẽ là sợi dẹt. Và khi mà ăn á thì em cảm thấy là cái sợi mì nó sẽ có cái độ dai.
Và đây là một cái loại mì rất là thông dụng và rất là được ưa thích luôn. Cho nên là tất cả các món xào thì đa phần đều sẽ thấy mì Efu rất là nhiều. Ồ, ngon quá luôn ơi. Rất ngon luôn ơi. Ngon. Ngon mà rươm rướm mắt luôn. Vịt được ướp rất là vừa phải á, không có nghe được cái mùi hôi. Đúng rồi, mùi khó chịu nhưng mà đâu đó vẫn thanh thoảng thanh thoảng. Vịt quay Bắc Kinh á, em nghĩ là có độ giòn riêng biệt. Vịt quay Việt Nam á, cái da nó dẻo hơn. Ừ. Ăn dùng chung với nạc luôn. Ừ, đúng rồi. Với lại là chấm cái sốt á cũng sẽ lỏng hơn so với lại cái sốt vịt không này. Cái sốt của vịt Việt Nam mình cũng khác cái sốt này. Dạ, đúng, dạ, đúng rồi đó. Ừ. Em cái sốt là... kia nó có mùi ngũ vị hương trong đó. Dạ. Nhiều quá. Mỗi nơi thì sẽ có một cái vị ngon, hương thơm khác nhau. Hay lắm. Nhưng mà theo anh ấy Hoàng. Dạ. Là cái thịt vịt nó mất đi miếng da, nó cũng mất đi cái một cái phần ngon của nó. Đúng không? Đúng đúng em. Dù mình ăn cái da mình thấy ngon thật ngon. Ừ. Nhưng mà khi mình ăn cái thịt đó thì mình lại cảm nhận nó thiếu một cái gì thiếu đó. Thiếu, ngon nó thiếu. Ừ. Hoặc là cái cách ăn thịt vịt quay trước giờ của mình là cả da lẫn nạc. Đúng, đúng, đúng. Mình quen rồi. Nhưng mà ở đây mình còn một món nữa nha, chưa hết. Còn nữa hả? Dạ đúng rồi, món tráng miệng. À, tráng miệng hả? Dạ. Như vậy sau khi chúng tôi thưởng thức xong món chính ngày hôm nay sẽ đến món tráng miệng. Món cuối cùng. Đúng rồi đó, nên cuối tại vì no rồi đó. Pudding xoài. Cái này là món gì hả gái? Đây là món pudding xoài. Bánh pudding. Còn cái đây là cái gì? Cái này dừa. Cái này là sữa. Ủa, sữa hành. Dạ. Sữa tươi. Sữa tươi. Nếu mà hai anh thích cái vị béo thì hãy cho vô. Dạ. Anh cũng không thích ăn béo lắm. Buồn ngủ rồi nha. Thích buồn ngủ nha. Chưa hết nguyên cái chén là rất thích nha. Oh. Wow, rất là đạt nha. Cái phần bên trong rất đẹp nha. Wow, em thấy miếng bánh xoài rồi nè. Ngon không? Ồ, mọi người đánh cái bột này sao mà mềm, mịn, rất là đều. Miếng xoài rõ rệt luôn nè. Món này khi mà ăn không thì nó sẽ có cái hương vị rất là tươi mát. Xoài rất là rõ. Cho một ít sữa vào thì sẽ nghe cái... béo. Đúng rồi, cái hương vị béo béo. Rất ngon, rất ngon. Một món tráng miệng xuất sắc. Đúng là ngon thiệt. Rất ngon. Mình ăn cái pudding này vô xong cái mình quên đi nợ nần về cuộc sống luôn. Vậy đâu có được anh. Đâu có được, nợ ai phải nhớ kỹ mà trả với anh. Anh lộ, quên đi nhọc nhằn thì cuộc sống. Đúng rồi. Anh nói gì thì hợp lý. Trong bữa ăn ngày hôm nay thì anh Hùng cảm thấy ưng ý nhất món ăn nào nè? Ngày hôm nay tất cả các món ăn trong quán Hạnh Phúc đều ngon. Nhưng Lâm Hùng ấn tượng nhất là món heo quay. Wow, heo gì anh ăn hết luôn á. Tất nhiên là sau chương trình này anh sẽ mời gia đình bạn bè đến ủng hộ nhà hàng này. Dạ, quá ngon nhà này. À, vừa ngon vừa có những cách phục vụ cũng rất là chuyên nghiệp. Dạ. Ừ. Dạ vâng. Còn với bé Lưu thì sao nào, em thích nhất món nào? Em á hả, thật ra em thích hết. Ờ, em thích địa bàn. Đúng rồi, em đã ăn qua nhà hàng này rồi cho nên đó là lý do tại sao mà em mời hai anh đến đây. Nhưng mà đúng thiệt, cái món mà em mê nhất ở đây đó chính là món heo quay. Ừ, thấy không? Tại vì heo quay ở đây rất là đặc biệt so với những nơi mà em đã từng ăn, và kể cả tỷ lệ thịt, kể cả phần sốt mù tạt em cũng rất là thích luôn. Cho nên là quý vị khán giả có đến đây thì nhớ là hãy gọi món quay song hỷ. Dạ. Còn với Hòa Rapper thì rõ ràng những món ngon ngày hôm nay đã bù đắp những phần tổn thương tinh thần của Hoàng ngay từ đầu chương trình. Tại sao? Bị bỏ rơi. Luôn. Không có hẹn hò gì, em tự em phải tìm hiểu thông tin mọi người ở đâu. Ờ, thương Hoàng quá. Những cái lần đầu tiên ngày hôm nay được trải nghiệm nó quá xuất sắc đi. Và em cảm nhận ấn tượng nhất đó chính là món da vịt cuốn bánh bía. Da vịt cuốn bánh bía nó quá xuất sắc, rất là lạ miệng. Ăn vặt cũng được, ăn khai vị cũng được. Nhưng mà quan trọng hơn hết là món ăn nó không bị ngán anh. Nó dẻo dẻo không thơm. Và chắc chắn đây sẽ là một trong những nơi mà chúng tôi sẽ cập nhật địa chỉ vào trong sổ tay ẩm thực. Địa chỉ bao nhiêu nè? Địa chỉ tại đây là 224-226 đường Phan Xích Long, phường 7, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh. Chúc cho anh Lâm Hùng sẽ mãi luôn phong độ và có được tình yêu thương của khán giả.
Cảm ơn Hoàng, cảm ơn em Lu đã cho Lâm Hùng được góp mặt trong chương trình hôm nay. Chúc cho tất cả quý vị xem chương trình nhiều niềm vui, hạnh phúc. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với chúng tôi trong tập phát sóng tuần này. Hãy tiếp tục lên hẹn của chúng ta cùng với Quán Ăn Hạnh Phúc vào lúc 19 giờ tối thứ bảy hàng tuần trên kênh HTV7. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông Bi thực hiện. Và một lần nữa rất cảm ơn nhà hàng May Dynasty đã tài trợ bữa ăn ngon ngày hôm nay. Và bây giờ chúng tôi xin được phép chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bên trong này em thấy còn có củ cải đỏ nữa. Củ cải đỏ là cà rốt đó hả? Không, củ cải đỏ khác cà rốt nha. Phải không? Khác nha. Nhưng là cái gì? Cái này có thể gọi là củ cải đường. Ta... Chị phụ nha. Trời ơi. Hấp dẫn chưa? Wow, thiệt sự là lần đầu tiên mà em được ăn một miếng thịt bò mà gọi em có thể gọi là khổng lồ được không anh? Em có thể nói đây là một miếng sườn bò rất là đặc siêu to khổng lồ. Đúng vậy, đây là sườn bò Úc nha.